cái trận này mình đánh nhây lắm nha, cho nên là mọi người chỉ nên xem giải trí thôi. Cái trận Vladimir này mình vô cái chế độ headset này, tôi nói thật cái này chơi chơi vui, cái trận cái headset này chơi vui thôi. Sang Aram rồi mấy cái khác kia thì có thể xét ở góc độ nào đấy, chứ cái này chơi là tôi thấy rất là thích cái chế độ này luôn. Vô đây mà tôi biết kiểu nào mấy con tướng, ví dụ như Vladimir này, mấy con tướng mà nó con nào trong đây nó cũng bố đời hết đó các bạn, có ba cái skill ấy bố đời lắm, vui lắm các bạn. Thôi được rồi, trận này mình chọn mấy cái skill chạy không các bạn, chạy nhanh lắm, thêm mấy trang bị nữa. Đó, mọi người xem video nha. Tôi chạy marathon các bạn ơi, má tôi phấn khích quá mẹ, tôi nhây luôn các bạn, thiệt ấy các bạn, trận này chính tôi cho nó quăng luôn ấy, tôi quăng luôn ấy, tôi nhây các bạn ạ. Trời ơi, chạy marathon các bạn ơi.
Vladimir. Trời ơi. Món cuối là chiên cháo vật đỏ nha, dành cho ai cần. Trời ơi, chơi cái này quá đam mình gà 29. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người xem video nha. À, vải trưởng thịt. Dạ.